Trong bản tin mới nhất về dịch COVID-19 sáng ngày 26 tháng 11, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức nóng nhất sau đây. Số ca tử vong do COVID-19 tiếp tục tăng cao, cả nước ghi nhận thêm 164 ca, nâng tổng số ca tử vong lên đến 24.407 ca. Nguy hiểm, thêm 285 F0, có tới 122 ca cộng đồng. Hà Nội khẩn cấp lên kịch bản cho hơn 100.000 ca COVID-19. Căng thẳng, Hà Nam tiếp tục xuất hiện thêm chùm COVID-19 cộng đồng. Báo động, ca mắc COVID-19 mới ở Bà Rịa Vũng Tàu không ngừng tăng. Tiết lộ nguyên nhân 3 người tử vong sau tiêm vaccine tại Thanh Hóa. Sở Y tế Bình Dương chưa cho phép tiêm nhắc mũi 3 cho người dân. Khởi tố nữ giám đốc công ty mỹ phẩm Bạc Liêu làm lây lan dịch bệnh. Tin vui, Nga tặng thành phố Hồ Chí Minh 10.000 thuốc Cytoflavin điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Cảnh báo, Nam Phi phát hiện ca nhiễm biến chủng B.1.1.529 nguy hiểm. Và sau đây, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin, số ca tử vong do COVID-19 tiếp tục tăng cao. Cả nước ghi nhận thêm 164 ca, nâng tổng số ca tử vong đến nay 24.407 ca. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết, từ 17h30 ngày 24 tháng 11 đến 17h30 ngày 25 tháng 11, ghi nhận 164 ca tử vong. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 59 ca tử vong, trong đó 12 trường hợp là người dân của các tỉnh thành phố An Giang 1, Bạc Liêu 1, Bình Dương 1, Bình Thuận 1, Đồng Tháp 1, Khánh Hòa 1, Long An 4, Quảng Trị 1, Tiền Giang 1. Tại các tỉnh thành phố khác, Tiền Giang 13, An Giang 17, Bình Dương 13, Kiên Giang 10, Tây Ninh 8, Đồng Nai 8, Cần Thơ 8, Long An 7, Vĩnh Long 6, Sóc Trăng 5, Đồng Tháp 2, Bạc Liêu 2, Đắk Lắk 1, Bình Thuận 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Hậu Giang 1, Quảng Ngãi 1, Trà Vinh 1. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 133 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay 24.407 ca, chiếm tỷ lệ 2,1% so với tổng số ca nhiễm, cao hơn trung bình của thế giới 0,1%. Tổng số ca tử vong xếp thứ 34 trên 223 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 10 trên 49, xếp thứ 5 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Bên cạnh đó, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.450 ca nhiễm mới, trong đó 21 ca nhập cảnh, 12.429 ca ghi nhận trong nước. Tăng 640 ca so với ngày trước đó tại 59 tỉnh, thành phố, có 6.842 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.168.228 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 150 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 11.855 ca nhiễm. Về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, số bệnh nhân khỏi bệnh được công bố là 5.627 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 942.888 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị 5.847 ca. Trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.563 ca. Thở oxy dòng cao HFNC 1.161 ca. Thở máy không xâm lấn 205 ca. Thở máy xâm lấn 520 ca. ECMO 26 ca. Diễn biến dịch COVID-19 tại khu vực miền Tây tiếp tục phức tạp với số lượng ca nhiễm tăng nhanh. Theo lãnh đạo các tỉnh, nhiều người đã tiêm đủ 2 liều vaccine vẫn mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng hoặc diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, sức ép từ số lượng ca mắc lớn khiến nhiều địa phương quá tải hệ thống y tế và triển khai thêm trạm y tế lưu động, điều trị F0 tại nhà. Hiện tỷ lệ bao phủ vaccine tại khu vực này sắp đạt đến ngưỡng an toàn của mục tiêu miễn dịch cộng đồng, trên 70% dân số trên 18 tuổi tiêm đủ 2 liều vaccine. Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác điều trị COVID-19 do Bộ Y tế tổ chức ngày 25 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, ngoài thuốc kháng virus Monopiravir, cơ quan này tiếp tục đưa một số thuốc khác trong điều trị bệnh nhân COVID-19 như kháng thể kép và Favipiravir. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế nhấn mạnh, tình hình thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, có thể xuất hiện làn sóng mới và biến chủng mới.
Các nhà chuyên môn, nhà khoa học nhận định Việt Nam phải rất cảnh giác. Một đợt dịch mới luôn rình rập, vì thế chúng ta không được lơ là, phải sẵn sàng ứng phó với dịch, Cục trưởng nói. Tiếp theo là tin nguy hiểm, thêm 258 F0, có tới 122 ca cộng đồng. Hà Nội khẩn cấp lên kịch bản cho hơn 100.000 ca COVID-19. Thưa quý vị, theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 285 ca bệnh ghi nhận trong ngày 25 tháng 11, có 122 ca cộng đồng, 125 ca tại khu cách ly, 38 ca tại khu phong tỏa. Phân bố tại 27 trên 30 quận huyện, Nam Từ Liêm 29, Hai Bà Trưng 28, Thanh Trì 26, Hoàng Mai 22, Đống Đa 20, Ba Đình 18, Đông Anh 16, Long Biên 15, Thường Tín 12, Chương Mỹ 12, Quốc Oai 11, Bắc Từ Liêm 11, Hà Đông 11, Mỹ Đức 11, Cầu Giấy 8, Mê Linh 7, Hoàn Kiếm 6, Gia Lâm 5, Thanh Xuân 4, Hoài Đức 4, Đan Phượng 2, Phú Xuyên 2, Phúc Thọ 1, Ba Vì 1, Ứng Hòa 1, Thanh Oai 1, Tây Hồ 1. Phân bố 285 ca bệnh theo chùm ca bệnh ổ dịch như sau. Chùm ho sốt thứ phát là 203, chùm sàng lọc ho sốt là 33. Ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm 19, chùm liên quan các tỉnh có dịch thứ phát là 8. Ổ dịch La Thành, Giảng Võ 7, ổ dịch Thôn Mới, Tốt Động 4. Ổ dịch kho hàng Shopee, khu công nghiệp Đài Tư 3, chùm liên quan các tỉnh có dịch 2. Ổ dịch Đường Bưởi, Cống Vị 2, ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang 2, ổ dịch Phú La, Hà Đông 1, ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm 1. Phân bố 122 ca cộng đồng theo chùm như sau. Ho sốt thứ phát 88, sàng lọc ho sốt 33, liên quan các tỉnh có dịch 1. Phân bố 122 ca cộng đồng theo quận huyện. Thanh Trì 12, Mỹ Đức 10, Đông Anh 10, Ba Đình 9, Hai Bà Trưng 8, Hoàng Mai 8, Đống Đa 7, Bắc Từ Liêm 6, Cầu Giấy 5, Mê Linh 5, Thường Tín 5, Long Biên 5, Hà Đông 4, Thanh Xuân 3, Hoàn Kiếm 3, Phú Xuyên 2, Hoài Đức 2, Chương Mỹ 2, Nam Từ Liêm 2, Tây Hồ 1, Thanh Oai 1, Ứng Hòa 1, Gia Lâm 1, Quốc Oai 1. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ 29 tháng 4, 8.832 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng 3.326 ca. Số F0 là đối tượng đã được cách ly 5.506 ca. Ngày 25 tháng 11, Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 15 đến 17 tuổi. Kết quả thực hiện tiêm 93.163 mũi tiêm cho các cháu học lớp 10, 11, 12. Cộng dồn tới 17:30 ngày 25 tháng 11, toàn thành phố tiêm 235.199 mũi tiêm, sử dụng 234.360 liều vaccine. Để ứng phó với dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành phương án về đáp ứng thu dung điều trị, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội với 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1, 10.000 ca mắc, giai đoạn 2, 40.000 ca mắc, giai đoạn 3, 100.000 ca. Chuyển sang tin căng thẳng, Hà Nam tiếp tục xuất hiện thêm chùm COVID-19 cộng đồng. Thưa quý vị, trao đổi với phóng viên tối 25 tháng 11, bác sĩ Trương Mạnh Sức, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn vừa xuất hiện thêm chùm ca cộng đồng ở xã An Nội, huyện Bình Lục. Qua công tác truy vết đến nay, xác định 6 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và gần 100 F1. Do nhiều trường hợp F1 là giáo viên và học sinh, các trường trung học cơ sở và tiểu học An Nội, nên địa phương thực hiện phong tỏa tạm thời một số khu vực để thực hiện phòng dịch theo quy định. Bác sĩ Trương Mạnh Sức cũng thông tin, kể từ ca bệnh 687.470 ở thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19 tháng 9 đến tối 25 tháng 11. Hà Nam ghi nhận 1.340 ca bệnh được Bộ Y tế cấp mã. Đến nay, đã có 1.107 ca mắc COVID-19 tại Hà Nam khỏi bệnh và ra viện. Các bệnh nhân còn lại đang theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và các cơ sở y tế trên địa bàn. Chương trình sẽ được tiếp tục với tin báo động. Ca mắc COVID-19 mới ở Bà Rịa Vũng Tàu không ngừng tăng. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, tối 25 tháng 11, tỉnh này ghi nhận 658 ca nghi mắc COVID-19 mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 335 ca, trong đó 17 ca trong khu cách ly tập trung, 1 ca đang cách ly tại nhà, 132 ca trong khu vực phong tỏa, 185 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 39 ca, gồm 3 ca trong khu cách ly tập trung, 8 ca trong khu vực phong tỏa, 28 ca ngoài cộng đồng.
Thị xã Phú Mỹ có 154 ca, trong đó 1 ca trong khu vực cách ly tập trung, 21 ca đang cách ly tại nhà, 54 ca trong khu vực phong tỏa, 78 ca ngoài cộng đồng. Huyện Châu Đức ghi nhận 39 ca ngoài cộng đồng, huyện Đất Đỏ 16 ca, trong đó 1 ca trong khu vực cách ly tập trung, 15 ca ngoài cộng đồng. Huyện Long Điền ghi nhận 31 ca, gồm 3 ca trong khu vực cách ly tập trung, 28 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc 35 ca ngoài cộng đồng, huyện Côn Đảo ghi nhận 9 ca ngoài cộng đồng. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, số ca mắc mới ngoài cộng đồng đang diễn ra phức tạp, khó lường. Các ca mắc mới ghi nhận trong ngày không ngừng gia tăng. Từ 25 tháng 11, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu áp dụng việc điều trị F0 tại nhà đối với những người mắc COVID-19 không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng nhưng ở mức độ nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, tê lưỡi. F0 được điều trị tại nhà không có các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy, không có dấu hiệu bất thường trong khi thở. Ngoài ra, F0 điều trị tại nhà cần đáp ứng tối thiểu các tiêu chí như đã tiêm ít nhất một liều vaccine sau 14 ngày, hoặc là trẻ em trên 1 tuổi, người lớn dưới 50 tuổi, không có bệnh nền hoặc có nhưng đã được điều trị ổn định, không mang thai. Đồng thời, nơi điều trị F0 phải đáp ứng đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất theo quy định. Trong trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu trở nặng thì sẽ liên hệ ngay với cơ quan y tế để được cấp cứu, vận chuyển đến bệnh viện điều trị kịp thời. Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị các địa phương phải hết sức bình tĩnh để đưa ra các giải pháp phòng chống dịch phù hợp. Tiếp tục triển khai một số giải pháp phòng chống dịch như đẩy nhanh việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm thuốc men, vật tư y tế đúng quy định, tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức, cảnh giác trong phòng dịch, tập trung xử lý triệt để ngay từ các khu phong tỏa hẹp, tránh để dịch bệnh lan rộng. Tăng cường vận động đội ngũ y tế bác sĩ, về hưu, sinh viên tư nhân tham gia vào công tác phòng chống dịch. Thực hiện tốt công tác cách ly, điều trị F1, F0 tại nhà và nơi làm việc. Trong đó phải chú trọng ổn định tâm lý và các giải pháp chăm sóc trực tuyến, trực tiếp cho các đối tượng này. Chuyển sang tin tiếp theo, tiết lộ nguyên nhân 3 người tử vong sau tiêm vaccine tại Thanh Hóa. Thưa quý vị, tối 25 tháng 11, Sở Y tế Thanh Hóa đã có báo cáo kết quả họp Hội đồng Tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm vaccine đối với các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dày Kim Việt, huyện Nông Cống, Thanh Hóa. Theo đó, tham dự cuộc họp có các phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ trung tâm cấp cứu A9 Bệnh viện Bạch Mai, các chuyên gia của Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các thành viên Hội đồng Tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm vaccine. Lãnh đạo và các cán bộ chuyên môn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Y tế Nông Cống và Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống. Qua báo cáo diễn biến tình hình tổ chức tiêm chủng và các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine phòng COVID-19 tại điểm tiêm Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dày Kim Việt, huyện Nông Cống, ý kiến nhận xét đánh giá của các thành viên, Hội đồng đã thảo luận, thống nhất kết luận cũng như đưa ra một số kiến nghị. Theo đó, Hội đồng đánh giá toàn bộ quy trình cấp phát, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vaccine phòng COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống và điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dày Kim Việt được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Cũng theo đánh giá của Hội đồng, ngày 23 tháng 11, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi thứ 2, loại vaccine Verocell của Trung Quốc cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dày Kim Việt. Công tác tổ chức tiêm chủng, khám sàng lọc, tiêm vaccine, theo dõi sức khỏe sau tiêm được thực hiện theo quy định. Chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng, khám sàng lọc, tiêm vaccine, theo dõi sức khỏe sau tiêm. Trong quá trình tổ chức tiêm chủng có 10 trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine. Toàn bộ các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine nêu trên được phát hiện trong thời gian theo dõi sức khỏe 30 phút sau tiêm tại điểm tiêm chủng, được xử trí cấp cứu, điều trị theo phương án xử trí, theo phác đồ quy định của Bộ Y tế. Đến nay, 3 trường hợp tử vong, 1 trường hợp nguy kịch, 6 bệnh nhân còn lại đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Theo Hội đồng Tư vấn chuyên môn, nguyên nhân 3 trường hợp tử vong và 1 trường hợp nguy kịch nêu trên, sốc phản vệ sau tiêm vaccine Verocell phòng COVID-19. Hội đồng Tư vấn chuyên môn đề nghị Bệnh viện Bạch Mai và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ trực tiếp chuyên môn kỹ thuật cho tỉnh Thanh Hóa về xử trí các trường hợp phản vệ sau tiêm vaccine và trong quá trình tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh này. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa quyết định tạm thời dừng việc tiêm vaccine Verocell lô B202-11033-98 trên phạm vi toàn tỉnh,
trong khi chờ Bộ Y tế quyết định xử trí đối với lô vaccine nêu trên. Giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh lấy mẫu vaccine Verocell lô B20211033398 theo hướng dẫn của chương trình tiêm chủng quốc gia, gửi Viện Kiểm định Quốc gia vaccine và sinh phẩm để kiểm định theo quy định. Chuyển sang tin tiếp theo thưa quý vị, Sở Y tế Bình Dương chưa cho phép tiêm nhắc mũi 3 cho người dân. Ngày 25 tháng 11, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin, tính từ đợt dịch thứ tư đến nay, Bình Dương ghi nhận 278.012 ca mắc COVID-19, trong đó có 267.783 bệnh nhân khỏi bệnh, 2.643 ca tử vong. Hiện Bình Dương đang điều trị 2.894 bệnh nhân, tầng 1 1.963 bệnh nhân, tầng 2 542 bệnh nhân, tầng 3 389 bệnh nhân. Số bệnh nhân nặng nguy kịch cần thở oxy 241 bệnh nhân. Ngành Y tế Bình Dương nhận định trong những ngày qua, ngoài việc ghi nhận hơn 600 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, số ca tử vong cũng từ 5 đến 15 ca. Đáng nói, trong số các trường hợp tử vong, có tỷ lệ người mắc tiêm 2 mũi vaccine chiếm khoảng 30%. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Trương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, các trường hợp dù tiêm đủ 2 liều vaccine vẫn có thể mắc COVID-19. Tuy nhiên, người đã tiêm vaccine nếu không thuộc trường hợp lớn tuổi, bệnh lý nền thì khi không may trở thành F0 sẽ ít đe dọa tính mạng, hầu hết không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Theo bác sĩ Trương, hầu hết trường hợp F0 tử vong rơi vào người già, có bệnh lý nền, sức khỏe yếu. Đó cũng là lý do trong số ca mắc COVID-19 tử vong, tỷ lệ người đã tiêm vẫn chiếm phần trăm cao. Liên quan việc tiêm vaccine phòng COVID-19, Sở Y tế Bình Dương vừa gửi công văn chỉ đạo đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, UBND các huyện thị, thành phố, trung tâm y tế, cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, Sở Y tế Bình Dương đề nghị các đơn vị không được thực hiện tiêm nhắc mũi 3 cho người dân mà phải chờ hướng dẫn từ Bộ Y tế. Đối với trung tâm y tế huyện, thị, thành phố, tổ chức điểm tiêm cố định, thực hiện tiêm vaccine hàng ngày cho những người chưa tiêm hoặc chưa đủ liều theo quy định. Sở Y tế Bình Dương giao Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các đơn vị tiêm phòng COVID-19 trên địa bàn. Chuyển sang tin tức tiếp theo thưa quý vị, khởi tố nữ giám đốc công ty mỹ phẩm Bạc Liêu làm lây lan dịch bệnh. Chiều ngày 25 tháng 11, lãnh đạo Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu xác nhận đơn vị này đã quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Huỳnh Như, giám đốc công ty mỹ phẩm Đông Anh, địa chỉ khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn nơi đông người, quy định tại khoản 1, điều 295 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, ngày 23 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bạc Liêu ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người tại công ty mỹ phẩm Đông Anh. Đến ngày 24 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bạc Liêu tiến hành khám xét nơi làm việc của bà Nguyễn Huỳnh Như. Theo báo cáo của Công an tỉnh Bạc Liêu gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu ngày 18 tháng 9 cho thấy, Công an có nhận được nguồn tin tố giác tội phạm làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người và vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người. Vụ việc được cho là xảy ra tại công ty mỹ phẩm Đông Anh, phường 7, thành phố Bạc Liêu, do bà Nguyễn Huỳnh Như, sinh năm 1997, thường trú khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu làm chủ. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bạc Liêu có quyết định thụ lý xác minh nguồn tin tố giác tội phạm nói trên. Được biết, vào ngày 9 tháng 9, bà Như có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, từ 23 tháng 8 đến ngày 7 tháng 9, bà Như đi nhiều nơi trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Liên quan ca nhiễm này, cơ quan chức năng xác định 7 trường hợp F0, gần 100 trường hợp F1, F2. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Chương trình sẽ được tiếp tục với tin vui thưa quý vị. Nga tặng thành phố Hồ Chí Minh 10.000 ống thuốc Cytoflavin điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban vận động tiếp nhận và phân phối tiền hàng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 10.000 ống thuốc Cytoflavin dùng điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 do công ty Polistan Liên bang Nga tài trợ. Ông Timur Sadikov, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, hai đất nước trao đổi kinh nghiệm về chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa COVID-19. Theo đó, Việt Nam đã gửi tặng Nga thuốc kháng sinh, khẩu trang và quần áo bảo hộ. Còn Nga chuyển đến Việt Nam trên cơ sở viện trợ không hoàn lại 1.000 liều vaccine Sputnik V, lô thuốc Cyclopheron, hệ thống test và thuốc thử để nghiên cứu. Nay với việc trao tặng 10.000 ống thuốc Cytoflavin, ông Timur Sadikov kỳ vọng rằng các hoạt động phối hợp ngày càng mở rộng, củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.
Theo nhiều nghiên cứu, bệnh nhân nhiễm COVID-19 nếu sử dụng thuốc Cytoflavin sẽ giảm biến chứng thần kinh hậu COVID-19. Số thuốc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận này được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phân bổ đến các bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức hoặc bệnh viện Thành phố Thủ Đức, bệnh viện An Bình, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh viện Lê Văn Thịnh, bệnh viện Quân y 175. Số còn lại, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phân phối đến các bệnh viện để phục vụ công tác điều trị cho người nhiễm COVID-19. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo các cơ quan ngoại giao Liên bang Nga và Việt Nam, chính quyền thành phố Saint Petersburg và công ty Polisan đã hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nhận được sự chung sức đồng lòng của hàng trăm cá nhân, tổ chức là bạn bè quốc tế, kiều bào ở nước ngoài, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp đóng góp vật tư, thuốc, trang thiết bị y tế trị giá hơn 2.742 tỷ. Chương trình sẽ được tiếp tục với tin cảnh báo. Nam Phi phát hiện các ca nhiễm biến chủng B.1.1.529 nguy hiểm. Thưa quý vị, trong cuộc họp báo ngày 25 tháng 11 tại Johannesburg, Nam Phi, các nhà khoa học nói với phóng viên rằng họ phát hiện biến chủng B.1.1.529 ở nước này. Các dấu hiệu chẩn đoán ban đầu tại các phòng thí nghiệm cho thấy biến chủng gia tăng nhanh chóng ở tỉnh Gauteng, một tỉnh đông dân nhất ở Nam Phi, có khả năng đã có mặt ở 8 tỉnh thành khác. Trước đó, các nhà khoa học cho biết biến chủng B.1.1.529 được phát hiện lần đầu ở Botswana, có tới 32 đột biến ở protein gai. Các đột biến ở protein gai có thể làm thay đổi khả năng của virus truyền bệnh cho các tế bào cơ thể người và lây lan, hoặc cũng có thể làm cho các tế bào miễn dịch khó tấn công lại mầm bệnh. Nam Phi đã xác nhận khoảng 100 mẫu xét nghiệm B.1.1.529. Tuy nhiên trước đó, biến chủng này được tìm thấy ở Botswana và Hồng Kông. Trường hợp Hồng Kông được phát hiện ở một du khách đến từ Nam Phi. Các nhà khoa học tin rằng khoảng 90% số ca mắc mới ở tỉnh Gauteng có thể là do biến chủng B.1.1.529. Trong tuyên bố mới nhất, Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của Nam Phi cho biết, mặc dù dữ liệu có hạn, các chuyên gia của chúng tôi đang làm việc rất tích cực để tìm ra tác động tiềm ẩn của biến chủng mới. Ngay sau thông tin trên, chính phủ Nam Phi đề nghị một nhóm làm việc khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO họp ngày 26 tháng 11 để thảo luận về biến chủng B.1.1.529. Bộ trưởng Bộ Y tế George Fala cho biết, còn quá sớm để nói rằng liệu chính phủ có áp đặt các hạn chế cứng rắn hơn nhằm đối phó với biến chủng mới hay không. Và năm ngoái, Nam Phi là quốc gia đầu tiên phát hiện ra biến chủng Beta. Biến chủng này là một trong bốn loại được WHO dán nhãn cần quan tâm vì nó dễ lây lan hơn và khiến vaccine hoạt động kém hiệu quả. Đầu năm nay, Nam Phi phát hiện một biến chủng khác với tên gọi C.1.2, nhưng nó không gây nguy hiểm như biến chủng Delta và chỉ chiếm một phần nhỏ trong số các bộ gen được giải mã trong những tháng gần đây.